Xin chào tất cả các bạn. Tôi là Phạm Thành Biên. Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn một câu chuyện. Câu chuyện này nó mang tên là đầu tư. Và tôi xin chia sẻ với các bạn điều này. Hầu hết tất cả mọi người ngoài kia đều nghĩ rằng đầu tư là một cái gì đó rất là xa xỉ, mà ở đó thì cần phải có rất là nhiều vốn, cần phải có rất nhiều kiến thức thì mới có thể làm chủ được nó, và rất là khó thực hiện. Nhưng hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn điều này. Đầu tư là một kênh tạo cái kênh thu nhập mà hoàn toàn có thể học được. Nếu như bạn có một cái số vốn tầm 15-16 triệu đồng nhàn rỗi thì tôi hoàn toàn có thể giúp các bạn tạo ra được cái dòng lợi nhuận từ 200 đến 400 nghìn mỗi ngày. Các bạn lưu ý điều này. Dòng vốn với cái vốn là từ 15-16 triệu đồng và tạo được cái dòng tiền lợi nhuận từ 200 nghìn đến 400 nghìn đồng mỗi ngày. Và kênh đầu tư này hoàn toàn có thể học được. Và tôi sẽ giúp các bạn làm từng bước một để làm chủ nó. Nếu như các bạn thực sự quan tâm thì xin mời đăng ký để đến tham dự cùng chương trình của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.